Vừa qua trên địa bàn thành phố Hải Phòng vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khi một nữ tài xế lùi xe nhưng đạp nhầm chân ga nên đã khiến cho một nhân viên bảo vệ cửa hàng trang sức tử vong. Khoảng 15 giờ ngày 15 tháng 11, tại số nhà 107 đường Cầu Đất, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một bảo vệ bị gãy chân. Theo phản ánh của người dân chứng kiến vụ việc, nữ tài xế NMA sinh năm 1987 Hộ khẩu thường trú tại Đình Đông, Ngô Quyền, Hải Phòng, điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 15A6143X đã lùi thẳng xe đâm vào cửa hàng bán trang sức Newgate, khiến bảo vệ cửa hàng này gãy chân. Bảo vệ cửa hàng là ông LVH, sinh năm 1960, hộ khẩu thường trú tại phường Lam Sơn, quận Lê Trân, thành phố Hải Phòng. Tại hiện trường, dưới gầm xe ô tô là một chiếc xe gắn máy bị hư hỏng nặng, cửa kính cường lực của cửa hàng bị vỡ vụn sau cú va chạm nửa thân xe ô tô nằm gọn trong cửa hàng trang sức. Nhiều người cho rằng nữ tài xế trên trong lúc lùi xe đã không làm chủ phương tiện, đạp nhầm chân ga nên mới xảy ra vụ tai nạn hi hữu như trên. Bảo vệ tại cửa hàng trang sức bị cái chân đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ngay sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát giao thông và công an phường cầu đất đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn trên. Tuy nhiên do bị thương nặng nên đến đến khoảng 19 giờ 45 phút cùng ngày, nạn nhân đã tử vong. Đạp nhầm chân ga khi lùi xe có lẽ không phải câu chuyện mới gặp lần đầu trong cuộc sống, đã có rất nhiều vụ việc thương tâm xảy ra, để rồi hối tiếc cũng đã quá muộn màng. Hy vọng thông qua sự việc lần này, các tài xế lái xe sẽ cẩn trọng hơn nữa khi điều khiển xe ô tô. Một lần nữa xin được chia buồn cùng gia đình nạn nhân xấu số.